Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể kiểm tra một cái phần mềm mà khi các bạn tải về các bạn này thì không biết là phải sử dụng nó thế nào. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến các bạn là muốn nói với các bạn một cái là các bạn phải xác định được cái mô hình mà doanh nghiệp các bạn đang sử dụng. Cái thứ nhất là chúng ta vào phần mềm ấy thì tôi sẽ nói rõ cho các bạn cách thức để các bạn kiểm tra cái phần mềm nó có đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn hiện tại các bạn đang hoạt động hay không. Các bạn đang làm kế toán mà các bạn muốn sử dụng một cái phần mềm nó đầy đủ theo các cái yếu tố về tính chất mà doanh nghiệp các bạn đang hoạt động. Như vậy chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức đầu tiên để các bạn có thể kiểm tra xem đối với một doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì tức là ở đây là có mua vào và bán ra thì các bạn phải thực hiện từng bước như thế nào để các bạn có thể kiểm tra được phần mềm có đáp ứng được các cái yêu cầu của các bạn hay không. Dĩ nhiên cái video này nếu các bạn theo dõi hết thì nó cũng khá dài vì chúng tôi sẽ lấy gần như tất cả các cái loại chứng từ đưa ra để ví dụ cho các bạn hiểu tại sao chúng ta lại kiểm tra một cái phần mềm nó có đáp ứng được các cái yêu cầu của các bạn hay không. Đầu tiên khi vào phần mềm chúng ta sẽ nhìn thấy cái màn hình đăng nhập. Các bạn chọn hủy bỏ. Đầu tiên chúng ta xác định là doanh nghiệp chúng ta kinh doanh thương mại đơn thuần là chúng ta sẽ chọn tệp và tạo mới một cái dữ liệu. Thế thì ở đây ấy, thì các bạn lưu ý là chúng cái máy chủ là phần mềm nó tự động mặc định sẵn rồi. Chúng ta tạo một cái cơ sở dữ liệu. Ở đây các bạn có thể đánh vào cái tên là tên công ty của bạn, như chúng tôi ghi vào đây là thương mại. Ở đây các bạn lưu ý hiện nay cái thông tư 133 là nó áp dụng cho bắt đầu từ năm 2017 và thay thế cho quyết định 48, và cái thông tư 200 là nó thay thế cho quyết định 15. Đối với doanh nghiệp các bạn là kinh doanh thương mại đơn thuần thì các bạn lưu ý là khi tạo các cái dữ liệu thì các bạn thấy là ở đây có thông tư 200 và các bạn chọn là thông tư 200 hay là thông tư 133 theo từng cái mô hình của các bạn đang làm. Thế ở đây chúng tôi tạo những cái ví dụ ở đây là nhằm mục đích là để các bạn hiểu được, các bạn thử xem phần mềm nó có chạy được theo các cái yêu cầu của các bạn hay không. Cách thức để tạo một cái dữ liệu thì các bạn thấy là ở đây có một cái nút tích nữa là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất. Cái này là cái mô hình mà nó áp dụng cho các cái doanh nghiệp như là các cái doanh nghiệp thi công công trình, tức là liên quan đến các hoạt động tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, tập hợp chi phí các công trình và các cái đơn vị có kinh doanh sản xuất sản phẩm. Thì chúng ta ở đây chúng ta ví dụ ở đây chúng tôi chọn là thông tư 133, tức là nó thay thế cho quyết định 48 hay gọi là áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế ở đây chúng ta chọn thực hiện thì chúng ta sẽ cảm thấy là chỉ một lúc rất là ngắn thì phần mềm nó đã tạo xong dữ liệu cho các bạn. Các bạn vui lòng chờ trong mấy giây thôi. Các bạn thấy là chương trình đã báo ra là tạo dữ liệu mới thành công. Ở đây chúng ta chọn mở dữ liệu. Các bạn chọn dữ liệu ở đây là dữ liệu thương mại. Các bạn chọn đồng ý. Thế thì các bạn lưu ý là ở đây là một cái dữ liệu các bạn tạo mới là hoàn toàn trắng tinh, không có một cái thông tin gì cả. Thế ở đây chúng ta kiểm tra một cái phần mềm để xem nó có đáp ứng được các cái yêu cầu về kinh doanh thương mại của các bạn hay không. Xem tốc độ nó chạy như thế nào, rồi là xem cái cách thức lập chứng từ như thế nào, rồi là cái mức độ ổn định của dữ liệu. Dĩ nhiên đối với phần mềm này thì các bạn biết là nó được viết trên cái nền tảng công nghệ mới nhất rồi, không phải bận tâm nhiều về cái vấn đề dữ liệu. Thế đầu tiên ấy, cái chúng ta quan tâm là chúng ta sẽ nghĩ đến cái đầu tiên là chính là các cái khách hàng và nhà cung cấp các cái hàng hóa dịch vụ của mình. Đầu tiên ấy, thì các bạn lưu ý là các cái khách hàng là những người mua về cái hàng hóa của mình, và nhà cung cấp là chính là những cái đối tượng mà cung cấp hàng hóa dịch vụ cho mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy,
là cái danh mục kho. Cái danh mục kho ở đây các bạn tổ chức theo hình thức là các bạn có bao nhiêu kho. Ví dụ như các bạn là một công ty kinh doanh thương mại, các bạn có một kho ở cái xưởng 1 nằm ở đâu đó và một cái kho ở vị trí số 2 nằm ở đâu đấy. Và cái danh mục thứ ba là danh mục hàng hóa vật tư. Thế thì cái danh mục hàng hóa vật tư này nó quyết định cái việc các bạn khai báo các cái hàng hóa các bạn mua về, sau đấy các bạn bán ra. Thế thì các bạn lưu ý là trong cái việc khai báo này thì các bạn gần như các bạn có hết tất cả những cái mà các bạn cần. Cái thứ ba nữa là cái các bạn lưu ý là cái phần khai báo đối với những nhân viên. Cái nhân viên này thì nó có một cái yếu tố là khi cái nhân viên này các bạn khai báo ra ấy, thì nó liên quan đến các cái đối tượng mà các bạn theo dõi ở trong nội bộ công ty của bạn. Có thể liên quan đến những người ví dụ như phụ trách bán hàng, hay là những người phụ trách các cái mảng kinh doanh của các bạn. Thế một cái phần nữa mà chúng tôi nó muốn nói đến ở đây là cái nhóm giá bán. Cái nhóm giá bán này nó cực kỳ quan trọng đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Trong các cái trường hợp như các bạn có những cái nhóm đối tượng mà các bạn cần bị chiết khấu theo tỷ lệ bao nhiêu, tức là cứ khi bán cho những cái đối tượng nó nằm trong cái nhóm đấy thì các bạn mặc nhiên là chương trình sẽ tự động chiết khấu cho các bạn hay là giảm giá. Thế thì ở đầu tiên chúng ta sẽ khai báo là cái việc vào số dư đầu kỳ thì tôi nói các bạn là nó đơn giản và chúng ta không bận tâm nhiều. Ở đây các bạn có thể vào theo cái các loại chứng từ. Ở đây chúng ta vào khách hàng là cái đầu tiên, khách hàng nhà cung cấp. Chúng ta kích vào cái mục khách hàng nhà cung cấp thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hiện ra một cái bảng. Ở đây thì chúng ta kích vào cái nút thêm ở trên màn hình này, hoặc là các bạn kích chuột phải ở giữa màn hình, hoặc là các bạn giữ phím Ctrl và ấn N để có thể thêm mới. Các bạn nhìn thấy là trên cái form nhập màn hình này, nó cái mã này là cái mã mà chương trình nó tự động tăng lên sau mỗi lần các bạn thêm mới một cái. Thế thì ở sau này nó còn có một cái mục nữa là mục khách hàng và nhà cung cấp. Thế thì đầu tiên ấy, các bạn khi sử dụng phần mềm thì các bạn lưu ý là các bạn nên chọn cả hai, vì một cái đối tượng như thế có thể là vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp. Nhưng mà cái việc phân tích ra là khách hàng hay nhà cung cấp nhằm nó rút rút ngắn bớt các cái đối tượng khi chúng ta xem báo cáo. Tức là khi chúng ta xem báo cáo ví dụ như công nợ phải thu, thế thì nó chỉ hiện lên là khách hàng thôi. Cái nào mà được đánh dấu khách hàng thì nó hiện lên, cái nào là nhà cung cấp thì nó sẽ hiện lên trong quá trình các bạn xem cái công nợ phải trả. Thế ở đây ví dụ chúng tôi là công ty thương mại Hồng Hà. Đây là một cái đối tượng mà cung cấp các cái sản phẩm như là các cái loại gạch men hoặc là cái gì đấy các bạn cần. Các bạn điền địa chỉ vào, mã số thuế vào, sau đây các bạn chọn lưu và đóng lại. Tiếp theo các bạn khai báo, tiếp theo là khai báo kho. Ở trong này chúng tôi mặc định sẵn là các cái kho là được đặt theo cái tên tài khoản để nhằm cho các bạn để theo dõi nó dễ. Nhưng mà trong thực tế thì các bạn có một công ty, các bạn có thể có đến 3 đến 4 kho. Đây chúng ta thêm mới, hoặc là chúng ta kích chuột vào đây, chúng ta chọn giữ phím Shift, chúng ta giữ hết toàn bộ, chúng ta kích vào hết toàn bộ, chúng ta chọn xóa, chọn đi, chúng ta tổ chức lại từ đầu. Ví dụ cho các bạn chọn kho K1. Ở đây các bạn lưu ý là kho công ty ở vị trí 1 chẳng hạn như thế. Cái thứ hai là kho K2 là kho công ty vị trí 2. Tức là ở đây chúng tôi nói nó nằm ở hai chỗ khác nhau. Sau đấy các bạn vào tiếp là danh mục hàng hóa vật tư. Ở đây chúng tôi có thể lấy ví dụ vài cái hàng hóa vật tư, chúng ta chọn thêm mới, chúng ta chọn vật tư ví dụ như gạch gạch 40 nhân 40 A1 ví dụ thế. Chúng ta có thể chọn kho, nhưng mà chúng ta lưu ý thế này, khi chúng ta chọn kho là chẳng qua cái hình thức mặc định khi các bạn nhập mua hay xuất bán này nó tự động lấy kho ra các bạn. Nhưng mà chúng tôi khuyên các bạn là nên chọn trong quá trình nhập dữ liệu hoặc là các cập nhật hóa đơn bán hàng.
ở đây chúng ta tính là mét vuông. Loại tính chất hàng hóa vật tư ở đây chúng ta chọn là hàng hóa. Và khi các bạn chọn hàng hóa thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái tài khoản 156 nó để sẵn và tài khoản trả vốn là 62. Ở đây tất cả những cái trường hợp này chúng ta có thể khai báo thêm cái giá bán, là trong trường hợp các bạn khai báo giá bán này thì nó sẽ lên luôn cái hóa đơn bán hàng của bạn. Khi chọn cái hàng hóa này nó tự động nó gán cái giá bán vào trong cái phiếu của bạn, hoặc là cái tỷ lệ chiết khấu. Ồ, thì các bạn tỷ lệ chiết khấu bán hàng hay là mua hàng thì các bạn nó sẽ tự động lúc là các bạn lập chứng từ. Ở đây cái thuế suất của nó là cái hàng hóa, ví dụ chúng ta chọn luôn thuế suất là 10%, tức là mặc nhiên lúc nào bán ra cũng là 10%. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, giới hạn tồn của nó là không, ví dụ tồn được, giới hạn tồn là không được quá 10 mét vuông chẳng hạn, bắt buộc lúc nào cũng phải tồn. Và sau đấy chúng ta chọn phương pháp tính giá vốn. Cái phương pháp tính giá vốn thì thường các cái doanh nghiệp thì áp dụng cái phương pháp tính bình quân cuối kỳ, nhưng mà cũng có những nơi người ta áp dụng cái nhập xuất chốt trước. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta chọn cái phương pháp tính giá ở đây. Thì các bạn lưu ý thế này, trong trường hợp các bạn không chọn cái phương pháp tính giá này thì phần mềm sẽ mặc định tính theo cách mà khi các bạn chọn tạo dữ liệu mới mà các bạn có chọn cái phương pháp tính giá xuất kho. Thế thì chương trình sẽ tự động tính trong trường hợp các bạn bỏ trống chỗ này. Đấy, chúng ta chọn lưu, chúng ta chọn thêm mới một cái là ở đây ví dụ như gạch lát nền chẳng hạn, 20 nhân 20, đơn vị tính cũng là mét vuông. Các bạn lưu ý là ở đây chúng tôi lấy ví dụ đấy, phương pháp tính bình quân, chọn có. Ở đây là có hai loại hàng hóa tư. Thế thì cái đầu tiên của chúng ta ấy, thì là chúng ta kiểm nghiệm xem cái mức độ là nhập kho như nào. Và các bạn cũng lưu ý thế này, trong quá trình các bạn thử xem cái hóa đơn bán hàng ấy, nó trong cái trường hợp là khi các bạn lập hóa đơn bán hàng thì các bạn xuất âm giá trị tồn kho thì đương nhiên nó sẽ không cho lưu. Ở trong này có cái chỗ hệ thống tùy chọn, các bạn có một cái mục khai báo là cái khai báo tùy chọn khác. Ở đây có một cái nút là nút cho phép xuất quá số lượng tồn kho. Nếu các bạn tích vào đây thì các bạn có thể lập chứng từ bán hàng mà không cần là cứ phải dương kho thì các bạn mới có thể nhập được. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phiếu nhập mua hàng. Ở đây chúng tôi sẽ đưa ra các cái trường hợp. Đầu tiên chúng ta vào mua hàng, chúng ta chọn mua hàng. Thế chúng ta chọn thêm mới. Chứng từ mua hàng các bạn nhìn thấy nó tương đối là dễ nhìn. Các bạn có thể thấy là trong quá trình lập mới một cái chứng từ này thì các bạn có các cái trường hợp xảy ra, như là cái trường hợp các bạn mua về chưa thanh toán, hay là các bạn mua về là thanh toán bằng tiền mặt luôn. Thế thì chúng ta lưu ý là trong cái hình thức thanh toán này thì các bạn, nếu các bạn chọn chưa thanh toán thì mặc nhiên chương trình sẽ hạch toán tự động qua tài khoản 331. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn chọn tiền mặt thì chương trình sẽ tự động tạo ra một cái phiếu chi. Các bạn nhìn thấy là có dòng thêm dòng người nhận tiền và có cái số chứng từ là phiếu chi. Ở đây ví dụ chúng ta chọn chưa thanh toán. Chúng ta chọn công ty ở đây. Các bạn lưu ý là ở đây có các cái dòng này là những cái dòng có thể lọc cái đối tượng của bạn. Các bạn có thể lọc theo mã hay là lọc theo tên. Ở đây các bạn chỉ cần đánh ví dụ như chữ hồng chẳng hạn, ở trong cái dòng này thì các bạn nó sẽ lọc tất cả những cái tên khách hàng mà có liên quan đến chữ hồng. Các bạn có thể lọc theo địa chỉ và các bạn đánh vào mã số thuế, các bạn cũng có thể lọc được. Ở đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta chọn tiếp cái việc khai báo các cái nhân viên mua hàng hay bán hàng ở trong mục nhân viên rồi. Trong trường hợp mà các cái đối tượng chưa có thì các bạn lưu ý là chúng ta có một cái mục là mục khai báo ở đây. Chúng ta thêm các cái đối tượng là khách hàng, là nhà cung cấp. Các bạn thêm các mặt hàng, các bạn thêm nhân viên mới, hay là các bạn mua công cụ dụng cụ, hay là mua tất cả những cái gì liên quan đến các bạn có thể làm. Thế trong trường hợp các bạn mà hình thức chuyển khoản, dĩ nhiên là cái trường hợp chuyển khoản nó rất ít xảy ra. Thế các bạn thấy là cái chuyển khoản là cái mà gần như là cái trường hợp trong cái lúc chuyển khoản nó không thể trùng với cái việc mà các bạn nhập mua hàng hóa. Vậy nên là thường cái hình thức chuyển khoản ấy là cái hình thức mà chúng ta đưa qua cái trường hợp chưa thanh toán để làm chứng từ. Ở đây chúng ta chọn là hàng hóa là thuế 10% cho cái phiếu nhập này.
chúng ta chọn ngày ghi sổ. Mặc nhiên các bạn ở đây ngày ghi sổ, ngày chứng từ, các bạn nhìn thấy là chúng ta nhập theo cái chứng từ của bạn. Các bạn chọn đây là hàng hóa, ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây nhá, các bạn có thể chọn cái này hoặc là các bạn đánh vào đây chữ 20, nó lọc lên cho các bạn đấy. Ví dụ chúng ta chọn 40, đây là chúng ta chọn vào cái kho, là chúng ta nhập vào kho. Ở đây chúng ta có hai kho, chúng ta chọn kho K1. Các bạn nhìn thấy là trong trường hợp mà các bạn chọn thư thanh toán thì cái tài khoản có ở đây nó đã tự động mặc định sẵn là 31, và chọn sang tiền mặt thì mặc nhiên nó sẽ chuyển thành 111. Ở đây chúng ta chọn thư thanh toán, có nghĩa là chương trình nó tự động định khoản cho các bạn. Dĩ nhiên cái việc mà thay đổi cái định khoản này theo hình thức tự động thì các bạn mặc nhiên là các bạn có thể sửa đổi ở trong cái phần khai báo tài khoản cấp định. Ở đây chúng ta ví dụ nhập là 300 m², với trường hợp là cứ 50.000 một mét vuông, chúng ta có thể nhìn thấy là cái số tiền nhân ra là 15 triệu. Ở đây chúng ta cập nhật tiếp cái thông tin hóa đơn. Các bạn lưu ý cái này, cái hóa đơn đầu vào của các bạn ấy là cái hóa đơn mà các bạn nhìn thấy là nếu như các bạn không chọn là hóa đơn giá trị gia tăng thì tôi không nói, nhưng khi chọn hóa đơn giá trị gia tăng thì các bạn lưu ý là cái thông tin của cái hóa đơn này nó phải đầy đủ. Nó phải đầy đủ từ số hóa đơn cho nhóm hàng hóa dịch vụ cho đến tất cả các cái thông tin, cho đến mã số thuế, tất cả những cái này các bạn phải gõ vào. Tại vì lúc liên quan đến cái vấn đề là các bạn làm cái báo cáo thuế thì phần mềm nó phải căn cứ vào, các bạn thiếu thông tin nó không đưa lên bảng cái thuế của các bạn, cái bảng cái thuế đầu vào ấy. Thì các bạn lưu ý là ở trong cái trường hợp kê hóa đơn thì cũng thì có những cái trường hợp là các bạn nhập mua hàng hóa về nhưng lại chưa có hóa đơn, thế chúng ta vẫn cứ kê bình thường là hóa đơn, nhưng mà chúng ta bỏ thiếu thông tin, không kê đầy đủ các thông tin, ví dụ như hóa đơn chưa về, các bạn không có mã số hóa đơn, rồi những cái thông tin khác các bạn còn thiếu, các bạn chưa kê. Nhưng mà để tính được ra cái tiền thuế thì các bạn lưu ý là có 10% thuế này. Thì các bạn có cái trường hợp bên trên là các bạn nhìn thấy là có đã nhận hóa đơn hay chưa nhận hóa đơn. Nếu trong trường hợp chưa nhận hóa đơn, các bạn bỏ tích ở đây, vì sau này các bạn sẽ phải sử dụng cái chức năng nghiệp vụ nhận hóa đơn cho phiếu nhập. Có nghĩa là lúc ta nhận được hóa đơn về thì chúng ta sẽ vào chức năng là nhận hóa đơn để chọn cái phiếu nhập của chúng ta, đưa hóa đơn vào đấy và đồng thời kê thuế. Để các bạn lưu ý là chỗ đấy. Thông thường chúng tôi demo thì chúng tôi chỉ làm những cái mà nó thực tế nhất, trong cái trường hợp đặc biệt thì sau này khi các bạn làm phần mềm các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn cho các bạn một cách tận tình và chu đáo nhất để các bạn áp dụng thành công. Sau khi chúng ta kê hết các cái thông tin rồi thì chúng ta lưu ý này, ở trong này có một cái phần nữa là cái phần thuế và chi phí. Các bạn lưu ý là trong cái trường hợp mà có cái chi phí vận chuyển xảy ra, ở đây ví dụ chúng tôi nói là 300.000, chúng ta phân bổ cho một cái loại gọi là nhiều hàng hóa, thì các bạn nhìn thấy là ở đây các bạn có thể chọn thêm các loại hàng hóa khác nhau đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chọn là chúng ta phân bổ theo số tiền, chúng ta kích vào cái nút phân bổ thì mặc nhiên các bạn ấy nhìn thấy là các bạn có thấy là nó hiện ra một cái, bạn có muốn tạo một cái chứng từ chung để hạch toán các cái khoản chi phí mua hàng này không? Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái chứng từ mà các bạn để các bạn hạch toán cái chi phí này nó vào đâu. Trong khi các bạn và làm phiếu nhập kho thì 300.000 này mặc nhiên là sẽ cộng vào cái giá trị tiền hàng, giá trị tiền hàng mà các bạn đưa vào nhập kho. Nhưng cái phần tiền này nó hạch toán vào đâu, nó là đối tượng nào cung cấp cái dịch vụ vận chuyển, đấy là một cái mà các bạn lưu ý. Trong trường hợp cùng một đối tượng thì tôi không nói, nhưng mà ở đây có thể là có cái trường hợp là cái người mua cung cấp hàng hóa cho mình là một đối tượng khác và cái vận chuyển là một đối tượng khác, chúng ta chọn có. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là chi phí mua hàng cho hóa đơn này nó mặc nhiên nó được định khoản là tự động như này. Nhưng mà chúng ta vẫn lưu ý là chúng ta đưa lại ở đây là ghi nợ tài khoản 156, nhằm mục đích là khi đã ghi tăng cái giá trị hàng hóa trong kho thì chúng ta cũng phải ghi nợ tài khoản 156. Và cái đối tượng ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái đối tượng nợ và đối tượng có, nó có thể đưa qua công nợ cho đối tượng nào đó, hoặc là đưa qua cái việc là ở đây các bạn có thể thanh toán luôn bằng tiền mặt, các bạn chọn sang tiền mặt 11, nó tự động sẽ tạo phiếu chi cho các bạn và các bạn có thể in trực tiếp phiếu chi ở đây. Thế chúng ta chọn đối tượng có. Thế thì sau khi cái trường hợp mà
Nếu như các bạn lưu ý là cái chi phí vận chuyển này nó cũng có thuế, thì chúng ta vào cái phần hóa đơn thuế chúng ta kê theo các cái thông tin như ở đây. Tất nhiên chúng ta phải kê đầy đủ từ loại hóa đơn, số hóa đơn, nhóm hàng hóa dịch vụ. Các bạn lưu ý là các bạn phải kê đầy đủ. Chúng ta chọn lưu thì chúng ta sẽ thấy là chương trình đã tạo ra một cái chứng từ. Sau khi chúng ta thấy là đã được phân bổ ở đây, chúng ta chọn lưu. Chúng ta đã thực hiện xong một cái phiếu nhập. Thế thì việc đầu tiên chúng ta thoát ra cái màn hình nhỏ này, chúng ta nhìn thấy một list các cái sổ sách bên này. Thế thì ở đây có này, tổng hợp công nợ phải trả này, rồi là bảng kê mua hàng. Ở đây chúng ta ví dụ chúng ta vào cái bảng kê mua hàng và kiểm tra trước cái đã. Chúng ta chọn cái kỳ báo cáo ở đây, chúng ta chọn đối tượng là công ty thương mại Hồng Hà. Thế thì ở đây chúng ta chọn đồng ý. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy ngay là một cái báo cáo nó được tạo ra mà in lên cái thông tin mà chúng ta kê mua hàng, là chính là cái bảng kê hàng hóa mà các bạn thường dùng hàng ngày để các bạn theo dõi số liệu. Thế thì các bạn nhìn thấy ở đây đấy, thế cái bảng kê hàng hóa dịch vụ các bạn mua ở đây. Thế các bạn lưu ý là đối với cái phiếu này thì cái tổng tiền thanh toán nó phải là cái tiền là 16.500, tại vì cái phần phí mà 300.000 ấy nó được hạch toán bên cái chứng từ chung nên nó không hiện thị ở đây. Thế thì ở đây chúng ta còn một cái nữa là các cái sổ như sổ công nợ phải trả. Các bạn lưu ý là chúng ta chọn ở đây, ví dụ công nợ phải trả chúng ta chọn tài khoản 31. Thế các bạn nên nhìn thấy là ở đây phải là 16 triệu 800 nghìn, nó cộng thêm 300 nghìn tiền vận chuyển cho cái đối tượng này. Các bạn có thể kích vào cái chữ màu xanh này, các bạn chọn đồng ý. Các bạn nhìn thấy cái chứng từ chi tiết của nó là bao gồm những chứng từ nào. Các bạn nhìn thấy là vì ở đây là chi phí mua hàng cho cái phiếu này và cái phiếu nhập bên dưới là 15 triệu và 1,5 triệu tiền thuế, 300.000 tiền chi phí vận chuyển. Chúng ta chọn đóng. Ở đây các bạn lưu ý này, ở những cái báo cáo này các bạn có chức năng lưu, các bạn có thể lưu ra cái dạng Excel hoặc là dạng Word, Microsoft Word, mà các bạn có thể lưu ý, các bạn có thể lưu ra được các cái mẫu biểu mà nó giữ nguyên mẫu như các bạn in ra. Chúng ta chọn đóng màn hình. Sau khi chúng ta làm xong được phiếu nhập, chúng ta có thể vào phần kho, chúng ta kiểm tra qua một tí về cái tổng hợp nhập tồn. Chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn, tất nhiên là chúng ta chọn tất cả hoặc là chúng ta chọn một trong vài kho. Khi các bạn chọn một kho thì các bạn bỏ dấu tích này đi, chúng ta chọn kho 01. Bạn ấy nhìn thấy là ở đây các bạn nhìn thấy giá trị hàng nhập kho là được 15 triệu 300, nó cộng thêm 300.000 tiền phí vận chuyển. Đây, chúng ta nhìn sơ qua chúng ta đã nhìn thấy này. Tí nữa chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn biết là cái cách thức để tạo báo cáo quản trị như nào. Thế bây giờ chúng ta sẽ lập một cái chứng từ bán hàng. Chúng ta chọn bán hàng. Ở đây trong cái vấn đề đối với các cái công ty kinh doanh thương mại, các bạn lưu ý là có những trường hợp đặt theo đơn đặt hàng ấy, thì cái phần bán hàng của chúng ta nhìn thấy là có phần đơn hàng đầu tiên này, sau đến phần bán hàng. Trong này có cái trường hợp chúng ta bán hàng theo đơn, có nghĩa là nó sẽ có cái phần theo dõi cho đơn hàng đã bán xong hay chưa. Thế các bạn để ý là ở đây chúng ta nhìn thấy là có chức năng chọn đơn hàng. Chúng ta lập mới một cái hóa đơn bán hàng. Các bạn lưu ý này, đối với các cái doanh nghiệp mà xuất hóa đơn ra mà có hóa đơn giá trị gia tăng, thì việc đầu tiên của chúng ta là làm gì? Chúng ta phải khai báo cái mẫu số hóa đơn, vì nó liên quan đến các cái báo cáo thuế của bạn. Chúng ta vào mẫu số hóa đơn, chúng ta chọn thêm mới. Ở đây ví dụ chúng ta ghi là GTKT 01, hóa đơn mẫu số là GTKT ví dụ 3-001. Tên mẫu số là hóa đơn, ở đây hóa đơn giá trị gia tăng. Các bạn lưu ý là các bạn muốn làm được hóa đơn bán hàng, nhất định các bạn phải phải lập cái mẫu số hóa đơn, để khi xuất bán hàng ra thì nó sẽ hỏi ngay các bạn là cái mẫu số hóa đơn nào. Và muốn xuất được hóa đơn bán hàng, các bạn phải lập tiếp một cái nữa, đấy là cái thông báo phát hành hóa đơn. Chúng ta kích vào cái nghiệp vụ, chọn thông báo phát hành hóa đơn, chúng ta chọn thêm. Ở đây ví dụ chúng tôi cứ ví dụ là ngày 01/01. Thế các bạn là ví dụ chi cục thuế nào đấy, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn A là giám đốc công ty,
Mẫu số hóa đơn thì các bạn biết là các bạn đã khai báo rồi, các bạn chọn thôi. Ký hiệu là ví dụ như A16P, từ số 00001. Các bạn lưu ý ở đây là 7 số nhá, 000 đến 2000, 200 thì cũng được. Ở đây có 200 số, ngày bắt đầu sử dụng là 0101. Tên doanh nghiệp in các bạn có thể ghi vào thêm nữa, chúng ta chọn lưu. Sau khi chúng ta lập xong phát hành hóa đơn thì chúng ta mới có thể lập hóa đơn bán hàng. Chúng ta chọn bán hàng, hóa đơn bán hàng chúng ta chọn mới. Dĩ nhiên là các bạn lưu ý là đối với phần mềm này các bạn có thể mở nhiều cái tab khác nhau, các bạn thực hiện nhiều cái nghiệp vụ một lúc. Ở đây chúng ta chọn hóa đơn bán hàng chưa thanh toán. Các bạn nhìn thấy ở đây nó đã có sẵn các cái thông tin liên quan đến hóa đơn của các bạn. Số đơn bắt đầu từ số 1. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái nút tích ấy, là rất quan trọng là kiêm xuất kho. Cái này là thực tế là khi các bạn hóa đơn bán hàng ấy, thì trong trường hợp là các bạn xuất cả tháng rồi, cái thỉnh thoảng xuất cho một khách hàng đấy một cái phiếu, nhưng mà chúng ta chưa tính giá gì cả, chúng ta cứ xuất bằng phiếu xuất nội bộ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chọn phiếu, chúng ta viết hóa đơn cho tất cả phiếu xuất thì chúng ta phải bỏ cái nút này, vì chúng ta có chức năng là chọn phiếu xuất, tức là chọn các cái phiếu xuất liên quan đến các cái liên quan đến cái đối tượng đấy. Trong một tháng đấy mình xuất cho đối tượng đấy bao nhiêu nó tự động đấy. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ là kiêm luôn phiếu xuất cho các bạn để nó làm score luôn. Ở đây ví dụ chúng ta chọn đối tượng là công ty này, địa chỉ, nhân viên bán hàng, nộp vào tài khoản, nếu mà chọn thuế 10%, ví dụ thế. Các cái thông tin này nó tự động nó lấy ra. Thế chúng ta chọn này, các bạn chọn ví dụ cái gạch này, các bạn nhìn thấy nó tồn ở đây là tồn 300.000, giá trị là 15.300. Cái giá trị này tôi không nói, nhưng cái số lượng nó rất quan trọng. Cái giá trị này có thể là trong quá trình mình xuất bán này mình chưa tính giá bình quân nên nó chưa chưa thay đổi, nhưng mà nó có thể thay đổi trong quá trình mình tính giá bình quân hoặc là tính giá xuất kho bằng phương pháp nào đấy. Ở đây có cái giá trị tồn là 300.000, dĩ nhiên chúng ta không thể xuất được quá cái số lượng tồn kho như thế, nó báo như thế. Các bạn nhìn thấy là ở đây ví dụ tôi xuất là 150.000, 150 mét vuông. Ở đây với đơn giá tôi bán ra là 75.000 một mét vuông. Ở đây chúng ta sẽ có là 11 triệu. Thế trong cả cái trường hợp mà chúng ta chọn chiết khấu ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có tỷ lệ chiết khấu bao nhiêu phần trăm. Nó sẽ tính ra tiền chiết khấu của các bạn, và nó định khoản vào cái tài khoản là tài khoản chiết khấu mà chúng ta khai báo sẵn. Ở đây còn một cái phần nữa là cái phần thuế và giá vốn. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải chọn kho. Đầu tiên là chúng ta chọn xuất từ kho 1. Cái tiền vốn thì khi mà chúng ta đánh vào, chúng ta không đánh vào ở đây mà khi tính giá bình quân nó sẽ tự động vào đây. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là tài khoản thuế này, tài khoản giá vốn này, tài khoản kho này được khai báo sẵn ở đây. Chúng ta chọn cái phần hóa đơn thì các bạn nhìn thấy in kèm theo bảng kê, là trong trường hợp mà cái hóa đơn này nó được in theo cái bảng kê kèm theo nào đấy mà các bạn ghi để các bạn cập nhật vào để xem là cái bảng kê đấy nó cùng với cái hóa đơn này nữa. Chúng ta sau khi chúng ta chọn cập nhật xong, chúng ta chọn lưu. Các bạn lưu ý là khi các bạn lập các cái liên quan đến cái đơn hàng của khách hàng đặt đấy, các bạn sẽ được chọn là cái chọn bán cho cái đơn hàng nào. Nhưng mà ở đây chúng ta không không cần dùng đến như thế. Đối với một một cái công ty kinh doanh dịch vụ bình thường mà không phải là thương mại thì các bạn nhìn thấy ở trên này có một cái nút là nút là hóa đơn dịch vụ. Là khi các bạn tích vào cái nút này thì các bạn gần như không sử dụng đến cái loại mã hàng. Và chúng ta sẽ ví dụ ở cái phần sau cho cái phần công ty kinh doanh dịch vụ, và chọn lưu chứng từ. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta có cái nút in. Ở đây có rất nhiều cái mẫu mà các bạn cần dùng đến. Dĩ nhiên là đối với các cái mẫu này thì trường hợp đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà cần sửa đổi cái mẫu này theo cái yêu cầu thì có thể liên hệ với nhà cung cấp. Trong các cái trường hợp mà đơn giản thì các bạn sẽ được sửa miễn phí. Thế ở đây trong cái trường hợp tự in thì các bạn nhìn thấy chúng tôi chọn thực hiện, nó sẽ ra luôn một cái hóa đơn giống như cái hóa đơn đỏ của bạn, và nó mặc nhiên nó được in ra. Trong trường hợp mà các bạn nhìn thấy nó ghi rõ ràng là cái loại nào, rồi các bạn in giống như cái hóa đơn đỏ của bạn và chọn đóng. Trong trường hợp mà chúng ta có cái mẫu hóa đơn carbon sẵn, chúng ta chọn cái mẫu tự đặt in. Thì các bạn nhìn thấy là cái việc căn chỉnh cái hóa đơn này để như thế nào cho nó hợp lý thì các bạn lưu ý
là chúng các bạn liên hệ với các liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể là chỉnh sửa cho các bạn nó phù hợp với cái hóa đơn của các bạn đã đặt in sẵn. Hóa đơn carbon thường chúng ta sử dụng máy in kim. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã lập trong hóa đơn bán hàng. Thế thì trong các cái trường hợp như là khách hàng mà trả lại hàng thì chúng ta vào mục trả lại. Trong trường hợp mà chúng ta giảm giá cái hóa đơn chúng ta đã xuất rồi, chúng ta có cái chức năng là giảm giá hàng bán. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều cái báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, các bạn theo dõi cho tài khoản 131. Sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái chức năng này, mẫu quản trị. Cái mẫu quản trị này nó rất hay ở chỗ là các bạn có thể thiết kế theo đúng, tự động thiết kế theo cái yêu cầu của các bạn luôn. Các bạn thích như thế nào các bạn tự thiết kế như thế mà không cần phải hỏi đến nhà cung cấp là chúng tôi phải làm mẫu này mẫu kia, các bạn không cần. Các bạn cứ vào đây, các bạn có chức năng các bạn có thể sử dụng luôn. Thế thì ở đây có rất nhiều các cái báo cáo và cái chi tiết bán hàng theo mặt hàng, theo kho, theo khách hàng. Thế ở đây là trong cái trường hợp đấy chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa là trong cái trường hợp là cái điều chuyển kho. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta khi chúng ta vào mục mục chuyển kho thì các bạn có thể là ví dụ ai đây là đối tượng nào đấy. Thì các bạn nhìn thấy là cái mã hàng mà chúng ta chuyển đi, ví dụ ở đây là còn 100 chúng ta chuyển từ kho 1 sang kho 2 là 50. Sang kho 2 là giá trị của nó là 50. Số lượng là 50 chúng ta dọn lưu. Chúng ta thấy là nó sẽ được chuyển sang cái kho 2 thì nó đương nhiên sau này chúng ta xem tổng hợp nhập tồn nó sẽ tồn ở hai kho khác nhau. Thế thì chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy không? Chúng ta chọn cái tổng hợp nhập tồn, chúng ta xem cái thì ở đây nó mặc nhiên nó ra hai kho cho các bạn, kho 1 vị trí 1. Đấy các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy là ở đây các bạn có thể xem luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái bước tiếp theo là chúng ta chạy cái chức năng tính giá xuất kho. Ở đây chúng ta chọn nghiệp vụ. Các bạn chọn kho, các bạn chọn tính giá xuất kho. Ở đây cái trường hợp tính giá xuất kho này chúng tôi xin nói các bạn thế này, nó rất dễ. Các bạn có thể chọn cả năm. Và chúng ta chọn kỳ tính giá là 1, có nghĩa là các bạn tính từng tháng 1. Thế trong trường hợp ở đây các bạn chọn 12 tháng thì kỳ tính giá là 12 tháng thì nó tính luôn một cả năm. Nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn thấy, các bạn chọn một tháng thì chúng ta chọn kỳ tính giá là một tháng, chúng ta chọn tính giá. Phần mềm đã chạy xong cho các bạn. Thế chúng ta vào kho, chúng ta sẽ báo cáo tổng hợp nhập tồn cho kho, chúng ta chọn ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này. Rất dễ. Các bạn nhìn thấy là giá xuất kho đã được tính. Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Không? Ở đây chúng tôi có một số các cái báo cáo nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu ở đây. Các bạn vào báo cáo này, các bạn vào bảng cân đối phát sinh. Đây, các bạn nhìn thấy là cách thức lọc báo cáo nó rất dễ. Chúng ta có thể đánh vào đây là chữ công nợ. Thế này nó sẽ lọc tất cả những cái báo cáo công nợ. Ở đây chúng ta chọn cân đối thì các bạn nhìn thấy nó sẽ lọc ra các cái báo cáo về bảng cân đối phát sinh hay là các cái bảng cân đối khác nhau. Ở đây chúng ta chọn kho, chúng ta đánh vào đấy kho thì phần mềm sẽ báo tất cả các bạn lọc theo những cái kho. Bạn chọn bảng cân đối phát sinh, chúng ta xem qua cái bảng cân đối phát sinh một tí. Trên cái bảng cân đối phát sinh thì các bạn lưu ý là trong cái trường hợp hiển thị số dư hai bên và hiển thị số dư một bên. Cái này nó rất quan trọng khi các bạn xem số dư công nợ. Thế thì hiển thị số dư một bên là hai bên hay sao thì là do các bạn. Thế ở trong trường hợp mà các bạn không tích vào cái nút này thì các bạn sẽ thấy là phần mềm nó sẽ tự động bù trừ các cái khoản công nợ. Ví dụ như chúng ta thấy là tài khoản 131, 231 đều có thể có số dư bên nợ và số dư bên có. Nếu chúng ta không tích vào đây nó sẽ tự động nó bù trừ cho các bạn. Chúng ta có thể xem qua ví dụ liên quan đến các tài khoản như thế. Các bạn nhìn thấy bảng cân đối phát sinh. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta lưu chứng từ, chúng ta chọn file Excel. Chúng ta chọn là mở rộng kích suất. Các bạn chọn đồng ý, các bạn nhìn thấy ngay. Ok đi. Cứ chọn lưu vào ở đâu đấy. Bạn nhìn thấy là trong cái phần mà chuyển ra sale ấy, các bạn nhìn thấy nó chuyển đúng nguyên mẫu của các bạn luôn. Mà các bạn không phải suy nghĩ gì cả. Nó chỉ chuyển một tí là ra ngay cái số liệu của bạn. Ở đây mặc dù số liệu của các bạn là có thể lên đến hàng nghìn số liệu khác nhau, hàng triệu bản ghi,
thì nó cũng chỉ chuyển một lúc rất là ngắn, thời gian rất là ngắn các bạn có thể có được luôn số liệu. Ở đây các bạn nhìn thấy là được ký hiệu cái dạng tiền, là nó có ký hiệu đô la. Ở đây chúng ta chỉ bôi đen cái phần này, chúng ta chọn format cell, chúng ta chọn lại cái định dạng nó là định dạng số chẳng hạn. Ở đây chúng ta chọn separator, ở đây chúng ta chọn ok, thì các bạn nhìn thấy nó sẽ tự động bỏ đi các cái ký tự. Ở đây chúng ta đóng đi. Rồi chúng ta nói qua về cái vấn đề là chuyển dữ liệu ra Excel hoặc là các cái kết xuất dữ liệu ra. Như vậy các bạn đã nhìn thấy là chúng ta về cơ bản là chúng ta hiểu về công ty kinh doanh thương mại. Các bạn nhớ đón xem cái phần video hướng dẫn cách thức để tạo các cái nhóm giá bán và chiết khấu thương mại, hay là tỷ lệ chiết khấu hay là giảm giá đối với từng nhóm đối tượng một. Các bạn lưu ý là theo cái kênh YouTube của công ty cổ phần Totoshop và cái trang Facebook, để các bạn có thể theo dõi được là sẽ chúng tôi sẽ xuất bản thường xuyên các cái video để các bạn có thể làm được cụ thể các cái nghiệp vụ kế toán mà các bạn có thể kiểm tra luôn. Dĩ nhiên ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái nữa là cái phần thuế. Cái phần thuế này các bạn lưu ý là các bạn khi các bạn vào đây các bạn tạo bảng kê đầu vào, thì các bạn lưu ý này, chọn thêm mới này. Ở đây các bạn tạo cái hóa đơn tháng 6 thì ở đây nó sẽ list tất cả những cái hóa đơn đầu vào của tháng 6 các bạn. Chúng ta chọn tất cả, chúng ta chọn lưu thì chúng ta sẽ có được cái bảng kê tháng 6. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà cái này đã lên bảng kê với cái giá trị là 15 triệu và thuế là 1 triệu rưỡi, nhưng mà chúng ta lại quay lại cái phiếu nhập, do chúng ta nhập sai, chúng ta lại nhập nó sang cái số liệu khác, lại sửa cái hóa đơn này nó vẫn là 00430 mà các bạn lại sửa lại số tiền nó là 1 triệu 6 tiền thuế và 16 triệu tiền doanh thu. Chương trình sẽ tự động cập nhật cái số tiền này sang, nhưng các bạn lưu ý nếu các không phải là sửa số tiền mà sửa tất cả những cái thông tin khác của hóa đơn thì phần mềm sẽ loại cái hóa đơn này ra khỏi bảng kê. Và các bạn sau khi các bạn lưu rồi, các bạn muốn lấy lại được cái số liệu của cái bảng kê này, các bạn kích vào đây, các bạn chọn sửa, phần mềm sẽ tự động hiện lên các cái chứng từ hóa đơn mà các bạn chưa chọn. Lúc đấy chúng ta chọn lại, chúng ta chọn lưu. Cách thức làm thuế là như thế, các bạn thấy là rất quan trọng. Chỗ này các bạn cũng sẽ chờ đợi để xem cái video mà chúng tôi hướng dẫn cách thức các bạn làm thuế. Ở đây các bạn nhìn thấy là bảng kê thuế đầu ra. Ở đây chúng ta chọn thêm mới, chúng ta có một hóa đơn đầu ra đúng không? Thế ở đây chúng ta chọn cái hóa đơn này, chúng ta chọn lưu. Dĩ nhiên ở đây các bạn nhìn thấy là hóa đơn đầu vào là 1 triệu rưỡi và đầu ra là 1 triệu mốt. Ở đây chúng ta bắt đầu lập tờ khai. Tờ khai như sau, các bạn chọn thêm mới, chúng ta chọn tháng 6, tờ khai lần đầu. Chúng ta nhìn thấy là phần mềm nó đã tự tính cho các bạn là cụ thể là bao nhiêu rồi, đúng không? Cái tiền thuế này các bạn chọn lưu, các bạn chọn xuất khẩu sang hỗ trợ kê khai. Cái này rất hay, các bạn bỏ bảng kê đi, các bạn chỉ cần chọn đường dẫn đến cái mã số thuế mà các bạn khai báo cái phần mềm hỗ trợ cái khai của bạn. Ví dụ ở đây chúng ta chọn nhìn đấy một lít mã số thuế này, chúng ta chọn thuế nào, chúng ta chọn ok một phát phần mềm sẽ đẩy luôn tờ khai thuế sang bên cái phần mềm hỗ trợ. Lúc đấy chúng ta chỉ cần mở bên phần mềm hỗ trợ cái khai là chúng ta có. Như vậy là chúng ta đã lập xong cái phần báo cáo thuế hoặc là cái phần liên quan đến công ty kinh doanh thương mại. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ theo dõi tiếp theo các cái video về công ty kinh doanh thương mại hay là nhà phân phối, là cái phần nhóm giá bán, cái này rất quan trọng, và cái cách thức để tạo các cái báo cáo quản trị liên quan đến tiêu thụ theo giá bán hay là tổng hợp nhập xuất tồn theo kho, hay là chúng tôi muốn in một cái tổng hợp nhập xuất tồn món đó vừa có cả giá, vừa có cả số lượng, vừa có cả tiền. Ở đây đương nhiên là giá bình quân. Nhưng mà chúng tôi muốn in được tất cả những cái đấy thì chúng tôi sẽ giới thiệu vào các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.